đâu mà có chỗ mà khu có chỗ mà khu mà hai có là chỗ trang đâu cả quên nó đang vô chùa là có đôi tay thử con biết chi thấu hay không con. Chờ, chờ lấy đồ ăn lại chờ lại phụ dinh đoạn đó canh như nộp xào xào rồi đồ kho. Ờ kho nè, chị đích lên này nè ha. Mất luôn kìa. Ờ ờ, cái vụ này ngon nè. Trắng như vậy là tên kêu đi để kiếm được trắng. Trắng tương cao. Đây, lát ăn có dở mở ra được không? Chấm này chấm nước tương hả cô? Này chấm tôm mắm hả cô? Ngồi đó, đó ngồi đủ bàn luôn á. À, mời cả nhà ăn cơm nha. Mà vô mình ngồi chứ mày đứng đó. Ngồi chứ. Rồi. Mà hai ngồi vậy cũng vô. Trừ có ghế trên nè, trừ ghế nè. Chính trên mặt ở dính dính ra đặng chiếu cho đứng vô. Rồi được rồi. Đó, mời cả nhà ăn cơm nha, vô ăn cơm chay chùa mốt. Dạ. Đây 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 cái gì mà nó lấy. Chị chưa bán rồi. Rồi bắt cơm cho. Không dám bán nhiều nha. Cái mắm mắm nó chấm cái này nè và mà hai đó. Sao á, đau để gì đâu khác vô chấm với mắm này. Để em phải chấm cái gì? Chấm với mắm kho. Mắm kho nè. Mắm chỗ đó. Mắm nãy hả? Không biết không? Đi đâu biết tỉnh được kho. Tỉnh được kho. Đâu biết không? Giờ chai mình sẽ kêu được không? Cả nhà sáng mơ ăn cơm chay.
xài bằng quá không gì.